bạn mến thương, kính thưa mấy con duy nhất chính nghĩa, con có đôi lời nói cháu Sơn lên câu thơ rất đau lòng nên cô cầm lòng không đậu. Cháu Sơn lên nói đặt câu thơ rất là xứng đáng: mưa trên trời rớt xuống mái nhà, mẹ Hà ơi có nhớ con chăng, lòng con những nhớ thương mẹ nhiều, chị em con đau đớn lắm mẹ ơi, ai vào hoàn cảnh chia lôi mẹ hiền. Cháu Sơn nói thiệt rất là đau khổ. Rồi nhớ nói qua, bây giờ cái câu thơ của cháu Sơn chỉ ngắn ngủn, mà bây giờ bà xin nói cho con biết nè, Linh và Sơn. Con ơi, con bây giờ á, con không có buồn coi buồn út con nha con. Cái câu con nói á, bà đau lòng lắm. Con nói là con khóc bằng đêm, chị em con ôm mặt mà khóc bằng đêm, khóc không dám cho ngoại hay, ngoại hay ngoại sẽ buồn đau đớn, nên nhớ thương mẹ, không biết mẹ đâu mà tìm. Sơn ơi, đâu còn mẹ nữa, tìm con gắng, cố gắng lên nha con, Sơn và Linh, cố gắng lên đi. Vì mẹ đã đi rồi, chứ vong hồn mẹ còn dẫn dương bên con á, mẹ con á, vong hồn còn dẫn dương bên chị em con, dẫn theo phù hộ độ con. Con đừng lên câu thơ làm khán giả đau lòng lắm Sơn ơi. Bà nghe bà rất nhớ thương con nhiều lắm. Từ lời ăn tiếng nói của con, bà ghi trong tâm bà rất nhiều. Bây giờ bà nói cho con gì nè, bây giờ con á, cố gắng lên để mà ném đau thương vào trong tim, để cố gắng ăn học thành tài cho con Sơn và Linh. Cái gì á, con nói con còn nhỏ mà con nói cái câu mà nhớ thương mẹ mà chị em ôm mặt khóc thầm, không dám khóc lớn sợ ngoại nghe ngoại buồn, cái câu đó rất là đau khổ. Ai gây ra cái cảnh này cho con vậy? Ai mà gây ra cái cảnh này cho con để con mất vòng tay của mẹ con, mà giờ này con là con nít mà con lên con nói chuyện đau đớn cả khán giả và cả đất nước Việt Nam này và đau đớn vì con nghe chưa? Bà phiên con ném đau thương vào một bên đi con, đừng nên mà để cái đau thương đó trong lòng, ráng cố gắng ăn học nha con, ăn học thành tài để sau này giúp cho xã hội nha con Sơn và Linh. Rồi á, bà có bao nhiêu ngắn ngủi con thôi. Còn một điều thứ hai á, tôi nói cho cậu Bảy nghe nè. Cậu Bảy ơi, lúc trước tôi còn tin tưởng cậu, tôi phân minh cho cậu, mà không ngờ nay cậu bị bùa của bà Năm. Cậu phản lại con Hà, cậu đi xuống xà lan, nha. Đi với thằng Tấn, cậu với mợ bây giờ á, tôi không phải nói chứ, không còn phân bạch gì với cậu mợ, cậu làm cho tôi thất vọng quá cậu Bảy, mợ Bảy ơi. Tại vì lúc trước á, cậu mở lên nói là cậu mở phải thương con Hà mãi mãi, giờ này á, cậu bị mùa mê thuốc lú của bà Năm. Bây giờ cậu ngã qua, cậu nói ngược lỡ lại con Hà, nha. Cậu con người của cậu á, thôi bây giờ á, tôi giờ không còn tin tưởng cậu nữa, bây giờ tôi đưa cho cậu ra 13 ăn giáp luôn. Còn nói gì với bà Năm á, bà Năm ơi, bà đặt cái bàn hương án ra làm chi vậy bà Năm? Bà đặt ra rồi bà mời Quỳnh Đức Lợi ăn liên quan mặt bàn hương án, bà cúng cho ba cái linh hồn nữa phải không? Bà cúng cho ba cái linh hồn á, tặng mà về định báo bà phải không? Bà không có tánh thần nào chứng bà hết trơn nha bà Năm. Bà là thuộc gì ác quỷ yêu tinh mà ai mà tánh thần nào mà chứng cho bà. Bà lên bà nói dốc nói láo, bà nói là bà đi phát gạo từ thiện, bà phát hồi nào vậy bà Năm? Bà đi phát hồi nào mà bà lên kinh Quận Đức bà nói vậy? Bà đi phát gạo hồi nào? Bà nói bà làm hiền, làm là phước này kia phát gạo cho chồng sớm, mà tại sao tôi nói bà nè, bà làm như vậy bà phát gạo cho chồng sớm, cho chồng sớm được chữ bà, chồng sớm lại không ưa bà, chồng sớm rồi ta không ngó tới bà. Bà nói làm chi, câu nói nó biếu mà bà nói cái câu đó, bà đi phát gạo cho dân chúng á, thì bà thì dân chúng không có ai ghét bà, không ai chữ bà hết thôi. Còn này bà lên bà đặt điều, bà nói dốc nói láo này kia nọ, bà nói bà đi phát gạo, bà cúng tế này kia nọ, rồi á bà cúng tế cho ai? Bà cúng tế cho ba cái linh hồn nữa gì đừng báo bà đó hả bà Năm, phải không? Con người của bà không phải nói với con người của bà là quỷ kêu bằng quỷ yêu sinh đổ lớp người, rồi bây giờ bà lên bà còn mời Quỳnh Đức nó đi ra qua nhà bà, Quỳnh Đức á nó đi qua nhà bà em, nó coi nó chứng kiến cho bà cúng tế đặt bàn hương án này kia nọ, trời ơi lấy gà để vịt để dao đó, Quỳnh Đức nó mau mau nó về với cây dao đó, chắc bà đâm Quỳnh Đức đúng không? Vì bà thủ cái dao sẵn mà để anh bàn đó. Người con người của bà cũng độc ác quá trời, độc ác con người của bà không có lương tâm, không có đạo làm người.
con người của bà bây giờ tôi nói bà nghe, bà xài bùa xài ngải quá rồi, bây giờ cậu Bảy nghe qua bà nữa nghe. Chị em bà dòng họ bà từ bà cho đến kêu bằng từ chắc đến trí toàn là đồ độc ác không, mà đặt cái bàn ra hương án thôi để mà cầu nguyện, bà rước thầy chùa thầy pháp này kia lại, bà rước mấy ông bổn đạo lại tụng cho bà lo lót cho mấy ông đó tiền bạc, bà lo đang tụng cho bà lấy giấy the bà che mắt thánh thôi bà Năm, bà che không có được đâu bà ơi, cái tội bà ác rồi bà che không có được đâu nha, bà che không có được đâu. Còn một cái điều thứ ba gì tôi nói gì nè, nói á, bên qua về pháp lực nha, mấy ông nói á, tôi nói xin lỗi mà tôi có vài câu à. Mấy ông nói á, che tội phạm có tội hay là không, còn á giấu tội phạm có tội hay là không, đó tôi hỏi mấy ông vậy thôi, hai câu đó không trả lời chứ tôi biết á. Cái che tội phạm và giấu tội phạm luôn luôn là không có tội, mà tôi thấy mấy ông làm cái đó là không đúng nha. Tôi nói vậy là mấy ông hiểu rồi, tôi không có nói nhiều, tại vì bên pháp luật tôi không có nói nhiều, nói vậy là cái người mà che giấu tội phạm là người đó phải hiểu nha, tôi không nói ra đó cho mấy ông biết. Còn nói về điều thứ tư á, bà Năm à, bà với bà Ba, tôi nói bà nghe, bà nghe thằng Sơn nó nói câu nói đó bà đau đớn không? Bà Năm, bà Ba là bà nội của thằng Sơn, bà Năm là bà của thằng Sơn, thằng Tuấn là cha của thằng Sơn nghe. Còn các cô các bà của nó nghe cái tiếng nói thằng Sơn mà câu thơ nói ra nó nhớ lòng mẹ, ai ai gây gây ra cái cảnh này cho thằng Sơn vậy? Bà Năm bà Ba phải thằng con trai bà không, phải thằng Tính nó gây ra không, mà để chia lìa mẹ con của nó, giờ này nó khóc thầm mà nó còn biết thương ngoại nó mà nó không dám cho ngoại nó hay nữa, chị em chỉ là ôm mặt mà khóc sợ ngoại hay, ngoại buồn ngoại đau. À, nghe cái tiếng nói con nít mà nó còn tâm đạo lòng người, nó còn cái tâm thật của nó còn biết lẽ phải lẽ quấy, nó còn sợ ông bà nó buồn như vậy, còn cái lương tâm dòng họ với bà Ba là bà nội nó mà, người ta nói cháu nội là quý giá mà tại sao bà bỏ rơi bỏ rớt cái gì bà Ba, rồi còn con bà nó gây ra một cái cảnh đau thương mất mát tình thương của mẹ nó và nó, bà thấy đau khổ không, bà thấy cái đó bà đau khổ không bà Ba, bà nằm đêm bà suy nghĩ lại đi, bà đau khổ không, cái cuộc đời của người ta tại sao bao nhiêu dân chúng mà người ta thương cái hai đứa trẻ như vậy, còn bà dòng họ bà là bà nội của nó, bà là bà nội của nó đó, kêu bằng bà nội của nó đó, mà tại sao bà không để vào lương tâm bà thương hai đứa trẻ thơ vậy bà Ba bà Năm chứ bà Mừ bà Tư, tại sao vậy mấy bà, tại sao độc ác như vậy? Chứ tôi nghe cái câu thơ thằng Sơn nó lên nó nói với em nó thiệt chứ bà, chứ lòng dạ dân chúng đây đều ai cũng thương quá hết trơn, tại vì nó tuổi thơ vô tội mà nó đâu có biết cái gì nha, vì nhớ mẹ quá thì không biết gì lên đặt câu thơ vậy để cho đỡ nhớ thương người người mẹ hiền lành nha, thì cho bà biết con người của bà quá trần độc ác rồi bà Năm ơi, bà Năm bà lên á bà nói cuộc đời của bà hồi đó vợ bà không có biết làm cái gì mà để cho mà người ta ghét ghê bà, mà tại vì thằng Tính nó gây ra chuyện bây giờ người ta ghét bà, người ta sỉ nhục bà, người ta chửi dòng chửi họ bà cũng vì thằng Tấn. Chứ bà đó giờ bà cứu trợ làm lành làm phước không à, hồi nào vậy bà Năm? Tôi với bà đâu có cách xa đâu mà bà nói vậy nha, tôi với bà không có cách xa, cũng gần chứ cách xa, mà điều bà đừng có nói dốc nói láo vậy, bà nói dốc nói láo người ta không biết hay gì, người ta biết hết trơn, người ta nghe hết trơn à bà Năm ơi, bà đừng nói nó dốc nó nghe nha. Còn bà đi á, bà lấy xài bùa xài ngải này kia nọ, bà lấy bao nhiêu chai bao nhiêu tiền bùa tiền ngải đằng này ta cũng biết, chứ bà đi bà tới đâu bà xịt tới đó, tới đâu bà xịt tới đó, lặng nói cho người này nghe người kia nghe bà, mà bùa này nó không có đời với bà lâu đâu nghe bà Năm, nó con trong vòng có ngắn ngủn là nó bay rồi, nó bay rồi, bà đi làm hết tài sản bà nó cũng những bay như thường à, bà đừng chơi bùa nữa, bà đừng chơi bùa nữa, cái lương tâm của bà độc ác quá trời độc ác rồi, bà bây giờ bà đi dùng bùa, bây giờ bà dụ cái ông thầy pháp đó với ông thầy bùa đó lại cúng kiến bà ngày đặt cái bà hương án ra cúng kiến rằng bà lo lót hai ông đó rằng làm bùa làm ngải rằng đừng ai ngó tới bà, đừng có ai làm khó làm dễ gì tới bà hết trơn á, bà làm như người ta không biết hay vậy hả, bà đi làm bùa rồi bà đem đợi về tới nhà bà đặt cái bàn hương án ra đó, bà để gà để vịt này kia nó, bà kêu hai ông thầy bùa thầy pháp rồi đó để mà làm bùa làm ngải rằng bà hại gia đình của Hà nữa hay gì hả, bà hại gia đình của Hà nữa hay gì, bà nói là bà phải tiêu diệt con linh nữa hay gì hả,
bà đi rước hai ông thầy đó, đâu vậy bà Năm, bà rước thanh niên về đó phải không? Bà rước hai ông thầy, cái ông mà đen đen đó, cái ông mà đen cù lù nó ngồi mặt bành kia á, phải bà rước ông đó thanh niên không? Thanh niên về đó phải không? Ông đó đó, ông đó là ông mà làm bùa làm ngải hay lắm, mà tôi nghe nói là làm ông muốn làm dữ lắm nha, sống mà ông làm cho chết nha, là không nói đấy ăn bà coi chừng nha, ổng không có làm đâu, ổng theo dõi bà để mà coi cái đầu dây mối nhợ của bà đưa ra như thế nào nha. Cái con người của bà ngu quá, cái mặt của bà ngu quá, người ta nói bà cái mỏ trầm quạt mà cái mình con dồi á, bà ngu dữ nha. Tôi cho bà biết, bà đi lo tiền lo bạc, bà rước cái ông nó đi xuống đó, hai ông hết 6 triệu bạc, mỗi ông bà cho 3 triệu, hai ông bà cho 6 triệu nha. Rồi bà ngồi đó bà chấp ai đó, bà niệm Phật, rồi bà để cái dao thái cán vàng ở đó, con gà con vịt này kia bà để sắp hàng đó, bà cầu nguyện chắc ba cái linh hồn này về chắc báo bà rồi nha, bà thấy rồi bà mới đặt cái bàn hương án, bà cầu nguyện cho ba cái linh hồn á, ba cái linh hồn nó đựng theo bà nó khoảng 1 năm. Tôi cho bà biết thánh thần bây giờ á bà người ta không có độ cho bà đâu, tại vì bà độc ác mà người ta không có độ cho bà đâu, người ta phải để cho ba cái linh hồn nó theo báo bà, báo cho mày nghe từ A đến Z, báo cho bà kêu bằng kêu cất đầu không nổi, báo cho bà ra nghe kêu bằng nghe thân tàn ma dại của bà. Tôi kỳ hạn bà không tới, không có lâu đâu bà Năm ơi, bà phải đi vô đồng đạo lý rồi, đây là tới bữa nay là thứ 7 rồi, đây tới 1 tuần nữa, thứ 7 tuần tới nữa là vụ án này nó ra rồi, thì cấp đó đó bà ngồi bà khóc mẹ khóc cha, bà kêu trời kêu Phật cũng ai cứu bà đâu nghe bà Năm nha. Nó nói thiệt với bà, cái tiếng thằng Sơn với con Linh mà nó lên nó nói, nó đặt cái câu thơ mà nó nhớ thương mẹ nó đen, nó thiệt bà mấy câu thơ động lòng trời. Cái ông trời á, ông cũng ngó, Thiên Lôi cũng đã bà trời mưa bà đừng ra ngoài nha, ra ngoài Thiên Lôi quánh bà đó. Nói thiệt với bà, cho bà biết trước á, bà ra ngoài là Thiên Lôi đã bà đó, cho bà biết trước nha. Đó, cho bà đừng có độc ác, trời ơi trời, tiền bạc tao bà mướn ai ông thầy đó, người 3 triệu bạc gì bà Năm. Trời, tiền đó bà để đó bà ăn đi, tao bà ngu quá vậy. Hả, con người bà ngu quá vậy, bà có tiền mà ngu, bà khùng rồi hả? Bộ ba linh hồn nó báo bà khùng rồi hả bà Năm? Hả? Hả? Bà rước mà 32 ông thầy tù pháp đó chúng kia vậy? Làm như tao không biết, trời ơi, tao nhìn, tao đứng tao dòm, tao coi, tao thấy bà trời ơi, lại ơi, chổng khu, chổng mông, chổng lại này kia nọ. Bà lại, bà tôi cho bà lại chọc cái đầu bà, giờ cũng cánh thận, giờ cũng không ai chứng nhận cho bà nữa, cho bà biết. Cho bà biết. Hai ông thầy phù thầy pháp đó, người ta ra đường người ta từ bà nữa, người ta chê bà nữa. Dân chúng ta hỏi với giờ làm sao rồi, ổng nói gì mướn tôi người 3 triệu hai người 6 triệu tôi đi vậy chứ thì tôi đâu có làm nhiều đồ phát đâu, bà kêu tôi làm mà tôi đâu có làm, bà kêu người ta làm bùa, tại vì tên tuổi ông Linh với thằng Sơn bà biết hết trơn rồi nghe, bà phải làm mà tiêu diệt hai đứa nhỏ nữa gì, con người bà độc ác chứ gì. Nè, cho bà biết, bà từ từ lại đi ha, rồi bà thấy cái hậu quả bà mang nha, mà bà ba với bà Năm, bà Tư, bà Mười nha. Trời ơi, cái thằng nông dân mất chạy đó nói với bà là gì mà bà, tôi thấy nó yêu thương bà dữ vậy bà Năm hả? Yêu thương gia đình bà dữ thần vậy trần, cái cúng kiến mà trời ơi, nó lợi nó làm gì đâu mà thấy mắc két gì trần, cái lợi nó nịnh nó bỏ mắc két cái ghê luôn trần. Bà với nó là có gì vậy bà Năm, bà với nông dân mất chạy có gì không? Mà sao thấy hai người thân thích như vậy, thương yêu dữ vậy hả? Già mà không có nết, chồng già mất nết, già gì mà không biết già trẻ bé lớn, già không nhỏ bỏ không tha là bà đó nghe bà Năm, già không nhỏ mà bỏ không tha là bà đó. Tôi cho bà biết gì đó mà nghe cháu Sơn cháu Linh nói cho tôi, dân chúng cộng đồng mạng này cả đất nước Việt Nam ai cũng thương ai cũng tiếc hết, có mình anh dòng họ bên bà dòng đồ con dồi, dùng đồ mỏ trầm quạt, dùng đồ tàn nhẫn, giờ này mà còn rước hai thầy bùa lợi đâu mà hại hai nhỏ nữa. Người bà độc ác quá hả? Người bà có lương tâm không? Bà tiêu diệt nó hay gì? Vậy thôi, cô có lời nói với con vậy nhiêu thôi, con cũng chào các con nha. Chúc các con gặp nhiều may mắn nha con. Vậy thôi, cô xin chào.